Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Sam Sam TV. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tô bức tranh về con trâu nhé. Nào, chúng ta cùng bắt đầu. Tiên được xem video mỗi ngày nhé. Giờ xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye.